6 đấu sĩ thì bạn phải chủ yếu là 6 đấu sĩ là dành tăng thôi. Chứ đâu phải 6 đấu sĩ gây đam đâu. Sáu dấu sĩ là để 6 con tanh thôi. Camille rồi, đúng là đầu game mạnh thật. Camille đầu game mạnh thật. 325 đam. Cái đội hình 6 đấu sĩ là cái đội hình dễ chơi nhất rồi đấy. Dễ kiếm chứ mà dễ chơi. Quý tộc mạnh thì mạnh chứ. Mạnh mà ông kiếm được không? Trên đường ông kiếm được là ông mẹ. Ông còn bao nhiêu máu? Đấy, cái điều quan trọng là như vậy. Trên đường kiếm được mẹ 6 con quý tộc đấy, ông trải qua những gì? Ông còn sống nổi hay là không? Hai con tia mình mua hai con hải tặc bắn máu báo con chip đi từ từ. Camille 2 đồ game ngon chắc bỏ nhện quá nhỉ, nhưng mà chơi nhện được không ta, cũng được. Chít nãy giờ lên 2 rồi. Nhưng mà mình không chơi đây, Blitz với Ahri. Lấy con Ahri đầu game đẹp đi. Khá là ok. Thôi bỏ con Camille đi. Feel the power of true ice. Ok, hay. Đã tốn máu. Thủ má Chitana nó nhiều vãi cái kích vừa bắn hải tặc nó ra luôn. Nhện 2 này. Cái nồi nhiều. Hai con Chitana 2 rồi.
kìa. Pha rớt. Có pha rớt đi. Mà cầm cung không ngon, pha rớt ngon này. What the fuck? Lô. Cái gì đấy? Vọng âm về đầu game đét đã nha. Cái vọng âm đầu game mạnh vãi liền luôn. Mòn. I shall show them what it is to fall. Sao mình tập gặp toàn là mấy quái vật không vậy? Không gặp thằng nào yếu được à? Không được một lần nào gặp thằng nào yếu luôn ấy. Thằng đéo nó 4 năm con 2. Vãi nồi ạ. Ôi thằng nào gặp cũng mất 10 máu, vãi nồi luôn. Gì mà gặp toàn top 1 vậy? Toàn gặp mấy thằng 9 mấy 100 máu. Vãi nồi. Thế vậy ai đủ? I shall show them what it is to fall. Vì nữa. Who needs a beat down? Và rớt luôn.
chơi nguyên tố mà thôi, nó ra cho gáp rồi thôi. Chắc nữa là được. Lấy cái gì quên rồi ta? À lấy cái này. Chép hay là lấy cho nó cái thìa đi. Mình cho chó gác thành quỷ. Chó gác thành quỷ Morgana vào. Gác vào đủ rồi. Vào chưa đủ, Morgana vào cũng chưa có đủ. Thằng này vào tạm đi. Chết rồi. Vì nãy giờ cống hiến thế mà kệ, nhìn tí đi. À, ván này là ngon nhất, là được con virus mây nữa là ngon nhất. Mà không ra đâu, khó đây. Cắn nhỉ? Virus mây là ngon nhất. Thank you.
What the fuck cái thanh kiếm? Kiếm cho cái con đấy không có ngon. Đạp có được bao nhiêu đâu. Rồi ổn rồi. Ari nó ra thì mình xài tạm tí mình đổ con khác. Tính ra nãy giờ mình đổi mấy ở tia thì cũng ngon. Bây giờ mình đợi Morgana 2 thôi. Ván này Morgana không có tí đồ. Lắm mà mới lên được Brain 2 sớm. Brain 2 nó mạnh vãi nồi luôn. Rồng đôi dây né. Gì đâu? Hỏi chấm bờ rê luôn, mạnh vãi nồi. Brain nó bị điên đấy, đừng có chọc nó. Bây giờ có một cái nước mắt hoặc là có một cái gậy nữa là xong. Để hoàn thành đội hình. Chắc mình đéo roll nữa đâu mà để tiền đi. Một nước mắt hoặc một gậy nữa là hoàn thành đội hình. Đéo roll nữa. Một là nước mắt. Hai là... Một nước mắt hai là cái gì ta? Hay là gậy. Gậy thì cho Varus Yumi. Hoặc là chó gác Yumi. Bỏ con Ari ra. Còn nước mắt á thì bán con Lulu đi. À bán con Ari đi, cho con Lulu vào.
ba là nâng chết thì cũng được, ba là nâng chết. Nó chấp 2 này. Bán rồng đi. Ván này là Brain Dam 8 tỷ rồi. Rồng đúng gì. À, chắc không có thay vô được nha. Bạn ăn chắc bạn thay vô một cái là mất 3 AP ấy. Mất 3 AP là con Brain yếu đi nhiều lắm á. Mà bố lao cho ai chấp lên hai làm gì? Các bạn không hiểu ý đồ ở đây à? Các bạn không hiểu cái vấn đề ở đây à? Vấn đề ở đây ai chấp lên hai là bạn xài 6 quỷ. Bây giờ chỉ cần ra gậy hay nước mắt là tôi chơi 6 quỷ. Ra gậy thì bạn cho được con này lên phù thủy, bạn bỏ được Ari ra là 5 quỷ, ấp chết lên là ném con Achok là 6 quỷ. Hiểu không? Còn ra quỷ bán con Ari đi, đưa con Lulu vào. Đó, cho con Lulu thành quỷ, đứng sau cover, ném con này ra cũng 6 quỷ. Kiểu gì nó cũng là 6 quỷ cả. Đồ nhiều quá. Ui, phải rồi, có ui. Ôi giời ơi, ta nói là nó đã nha. Rồi quỷ nè em ơi. Lulu quỷ nè em ơi. Thằng Brain này cho mày thêm cái gậy, cái cung này. Lulu cho mày thành quỷ này. Cho gác tim băng. Một món, hai món, ba món, bốn món, năm món, sáu món, bảy món. Ván này đồ nhiều. Bảy quỷ nè em ơi. À chấp tim băng hay cho gắt tim băng ta? À chấp tim băng hay cho nó trâu? Nhân. Guide my sword. Đó, ván này khỏi gần Evelyn luôn. Ừ, một cái này hai. Lulu đâu ta? Không có Lulu ta. Cắt hết quỷ.
lên ngôi nào. Ủa, chó gắt thì mày tính cho con chó gắt nó lên tới cái gì nữa hả? Ôi dắp máu thì này, huyết kiếm này, cuồng cung huyết kiếm vãi đồi đồ. Tôi lấy cho Varus cuồng cung à, để huyết kiếm. Lấy cái cung đi. Lấy cái cung đi các bạn ạ. Tốc đánh càng cao càng lợi. I shall show them what it is to fall. Rộng ra nhiều mà. Cho ghét đâu? Đây à. Brain tốc đánh càng cao càng lợi. Cuồng đao thì thôi. Mấy này nút carry sao Brain chiến giao ulti với con xa. Chu cha mẹ. Ơi hình như mình chưa mất con nào đúng không? Bây giờ tao đổi con Varus thành con Evelyn con hai cũng được. Mà thôi Varus hai con hai tao khỏi đổi. Evelyn đằng sau cả khịa cả đéo, Brain nó làm hết. Vãi nồi của Brain nó còn cho gác cả thớt. Tỷ năm mới được bán đồ nhiều các bạn ạ. Thôi giờ up chết chơi đi. Up chết ném thêm con kinh rẹt ra là ngon nhất. Mà các bạn gần hẹo hết mẹ này. Bờ lên theo quỷ nó mới khỏe, tại vì quỷ hút mana này 40% hút cho mình 45 mana, nó ulti được liên tục thì nó mới khỏe thôi. Bạn không theo quỷ coi, tỷ năm nó mới ulti được một lần. Cái nồi, cái bùa đỏ. Bùa đó kìa. I am the fire that cleanses the world. Ôi, Solari, ngon. Solari thì sắp đội hình cao lên. Sắp bài nè đó, để Morgana cầm Solari. Đâu, xưa mà. Ốp lên cho con ma vào, sẵn sàng ma chết con kia. Ui giời, gặp lại chắc gì đã thua không ạ? Đây, hashtag đây. À, nó không có hashtag. Nè, hashtag đây đó, không có hashtag đâu mà sắp đội hình. Cái này nó là cái gì? Hai thằng xài luôn. Thôi bỏ mẹ thằng nhỏ rồi. Ở đấy mà không có.
Rồi thằng này đi rồi. Ông đen lắm. Thôi. Ông chưa top 2 rồi. Ông sắp lên một dàn quỷ để đánh cho ông, đéo có mana luôn. Ông sắp đi. Thằng ấy đâu có xài blitz đi đúng không? Đưa mẹ con này lên trên đi. Nghĩ lên mana. Ván này đồ nhiều, ván này là win nhờ đồ nhiều. Đồ nhiều thôi. Chứ không à, cũng không ngon đâu.